Chậu hoa. Hoa giấy quá đẹp luôn cả nhà. Nhiêu chị? Triệu hả? Ồ quá đẹp luôn rồi. 1 cây 600, 1 cây 700. Dạ, yeah, là một cặp đấy ha. Dạ, yeah, quá đẹp luôn. Ồ, quà giấy nè cô chú anh chị. Bông trùng trùng luôn á. Bông dày đặc luôn. Chậu hạnh đó chị mua nhiêu hả? Ồ, chảy quá chảy. Dạ, yeah. Hello. Xinh chưa? Xe thích lô, hello, hello. Quá đẹp luôn gái. Còn có gì? Mến chào cô chú và các bạn, rất vui được gặp lại quý cô chú và các bạn trong video clip tiếp theo của em ngày hôm nay. Hôm nay em sẽ cập nhật lại chợ hoa Tết Long Xuyên cho cô chú anh chị em xem. Thì hôm nay em đi đồng hành cùng em là có bé Phúc. Phúc chào. Hôm nay em sẽ đi từ tuyến đường Đinh Tiên Hoàng đi dài qua bên cầu Duy Tân, thì em sẽ chia sẻ hết cho cô chú anh chị em xem. Thì hôm nay em thấy qua đồ hoa cúc này kia, đồ cây kiển đồ lên là khá nhiều rồi cô chú anh chị. Thì nếu như cô chú anh chị có thích video này, nhớ cho em một like và một đăng ký kênh để ủng hộ em có động lực ra video nhiều hơn cô chú anh chị. Đây thì em mời cô chú anh chị theo chân em đi vào trong để tham quan. Rồi mời cô chú anh chị. Đây trước mặt em có những cái gốc lộc rừng cổ thụ rất là lâu năm cô chú anh chị. Đó. Và cây vú sữa quá to luôn. Vú sữa. Rồi mai năm nay bông quá bông cô chú anh chị. Bông. Wow. Phúc có cây me nước nè, cây me nước quá đẹp luôn nè. Đó. Cô chú anh chị, cây me nước hình uống cong cong quẹo quẹo nè cô chú anh chị. Quá đẹp luôn. Quá đẹp. Ồ, gốc mai to quá. Gốc mai cổ thụ luôn. Ồ, cây mai nè, bông nè Phúc. Bông chùm chùm luôn, từ dưới lên trên luôn. Xanh lè luôn. Ờ, quá dữ luôn. Okay. Mai, bữa nay mai bông ra gộ rồi đó cô chú anh chị. Đó cây mai đó. Cây mai này nè, cây mai này bự quá, bông lai quá trời bông luôn. Chắc có chú này chú chuẩn bị chú mua nè. Quá đẹp luôn. Cây mai. Cây mai đẹp kinh hồn đi. Chuẩn bị mua mai này hay gì á chú? Có dạ. Yeah. Mai quá đẹp luôn. Có những chậu kiển nhỏ nhỏ xinh xinh cô chú anh chị. Quá đẹp luôn. Gốc mai này đẹp quá, không biết nhiêu à? 65. Dạ. 65 củ. 65 củ hả? Ồ. Quá dữ luôn.
Cây mai này 65 củ nè cô chú anh chị. Đi, nhưng mà cô chú anh chị đi theo chân em đi tiếp tục vào trong. Ô, mấy gốc dừa đẹp quá. Dừa kiển nè. Quá đẹp luôn. Ủa này mình đánh bóng nó lên hay gì anh? Hay nó bóng lưỡng anh? Hay đấy. Quá quá dữ luôn. Đẹp nè cô chú anh chị, này mua để nhà là đẹp lắm nè. Này nhiêu chậu anh? À, loại 250 nữa, 200. Tùy theo cây ha. Ồ, cũng dễ chơi ha. Dừa kiển trồng độc nhất là cái trái nè. Cái áo nó bóng lưỡng luôn. Rồi, em cảm ơn anh, chúc anh mua mai bán đất, bán mau hết hàng. cúc mâm xôi, hoa thọ. Mai đi Phúc. À, mấy cây này đẹp đẹp không, cảnh đẹp đẹp không nè các bạn. Ồ, cây mai cổ thụ nào Phúc, cụ mai luôn á, hết biết cây mai không? Cái chậu trà bá luôn. Chậu trà bá luôn. Phúc thích bông màu nào? Bông cúc nè. Nè nó mấy cái tượng nè, bức tượng nè. Đủ hình luôn. Thấy không? Độc đáo chưa? Có tề thiên đại thánh luôn. Giới. Nó. Cái này Phúc biết để làm gì không? Để làm người ta xây hồ Long Bộ á, người ta để cho người ta làm cái tiểu cảnh sông. Ừ, giống bên sông nè, tò nè bên sông có nè. Ừ, bông thọ Pháp nè cô chú anh chị, bông bự bự không. Hôm nay bông hoa lên nhiều. Mày, mày bữa nay bông quá bông luôn hả Phúc? Đúng rồi. Bông ở đây quá trời bông luôn mày. Mình vô là vàng hè luôn. Hoa tháp cả đống luôn. Cả đống mày luôn rồi. Đây bên tiếng đường Đinh Tiên Hoàng nha cô chú anh chị. Đây là tiểu cảnh của mấy khu vườn độc chiêu luôn nè cô chú anh chị. Có những chú trâu nè. Con hổ luôn. Con nai luôn. Quá độc chiêu luôn. Nai này gãy sườn rồi. Ừ. Có cái chùa nữa nào Phúc, chùa mini nè. Đó, dữ chưa. Con trâu lớn hơn nhà nữa kìa. Trâu lớn hơn ở nhà nữa. Đây có cái nhà nè, thấy không, những thứ có chỉ có mình vô. Đây con rồng nè, đọc chiêu rồng chưa các bạn, rồng bằng cây mai luôn nha, tạo hình dáng rồng quá độc chiêu. Nói gì ở đây rồi. Con nó rồng, mẹ nó khủng long. Đây gốc mai đẹp quá nè. Chậu này nhiêu thấy đẹp dữ anh? 50 hả? Ồ đẹp quá ha. Lại trên đâu anh? YouTube anh. Hôm nay mình bán được không anh? Ê hả?
Năm nay thấy bán nó chậm hơn ha anh? Đổi tiền lô. Cái lô này mình mướn bao nhiêu? 5 triệu tiền lô. 5 triệu từ đây qua đây ha. 5 triệu lô, 12 lô, 10 triệu. Nguyên khúc này. Vô tầm Đập chưa ra vô tầm. Kênh YouTube mình tên gì anh? Tí Vlog miền Tây anh. Cây vô tầm là cô chú. Trái hóa trái luôn. Mai. Anh tên gì? Tên Trường. Trường ha. Cô chú mà có đi ngang đường Đinh Tiên Hoàng á, cô chú ghé có nhu cầu chơi mai ghé ủng hộ anh Trường nha. Anh bán mai đẹp đẹp không ạ? À, bông cũng nhiều luôn. Dáng mai cũng đẹp. Hôm nay mình bán được gốc nào trên Trường? Bán đa phần bán cho anh em là bán cho anh em lái không có bán cho người chơi. Đa số mình bán cho lái để mua về họ chơi họ làm lại ha. Bán lại không chơi chưa nó mua. Chắc bữa hai bữa nữa tao mua chứ gì đâu. Rồi chúc anh mua mai bán đắt nha. Quá đẹp luôn rồi. Đây anh này anh đang đục luôn. Còn ở đây là đang làm cái cảnh nè. Gốc mai. Này anh đang tạo hình để anh ghép cô chú anh chị. Ủa gốc mai này to quá ha. Cái này mặt hậu cũng thông lắm anh ơi. Mặt hậu thông gió. Ồ. Ngọn ngay đỉnh luôn. Ngọn đi lên ha. Dạ, ngọn ngay đỉnh. Cái này chỉnh cây bonsai luôn. Này mình mua về tầm khoảng 2 năm là chơi là như ý luôn ha. 2 đến 3 năm là có khi lớn là cũng ok luôn. Cái này nuôi lên tiền. Rồi, cảm ơn anh chia sẻ. Dạ. Chúc anh bán mau khách hàng ha. Dạ rồi, cảm ơn anh. Rồi. Dạ. Chào. Dạ dạ. Đang làm. Đẹp ha. Đây cô chú em sẽ mời cô chú đi tiếp tục đi vào trong. Còn những cái gốc mai hình ra dáng rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Năm nay xuất hiện hoa đào ở đây luôn kìa cô chú anh chị. Mà hầu như đào ở xứ mình đó là nó khí hậu nó hơi... Đây, cây gõ đỏ. Cây gõ đỏ. Gốc quá bự. Cây khổng lồ luôn. Làm nhà ở đại, được luôn. Đại, đại cổ thụ luôn. Làm nhà ở luôn hả? Làm nhà ở được luôn. Mát lỗ chui vô. Mát lỗ chui vô. Rồi xinh quá xinh luôn ta ơi. À, thấy bạn xinh không? Đi đi hoàng nha. Hello con, quá xinh luôn con ơi. Cây bồ đề. Cây bồ đề hết thế bự luôn rồi Phúc. Gì? Gốc bự hết rồi. Rồi. Bự đất rồi kìa. Cái đó người ta đang làm lại. Đang giấu cái cây bự bự này không? Ở đây nè. Ồ cây khế kìa. Cây khế hết thế cây khế không? Cây lộc rừng nữa. Nó cây khế đó, cây khế bành cây luôn. Cái đại cổ thụ luôn á. Cái khế này là tầm dài cả trăm năm luôn á. Ồ, đọc chiêu chưa? Chiếc thăng luôn. Quá đọc chiêu luôn. Công. Cái này làm cho ông tạo rồi có gì không? Cái gì anh Hoàng? Shop mai vàng 9999. Cái đó cái anh gọi con rồi.
chiếc máy bay hết mộng không? Chiếc máy bay quá, chiếc máy bay luôn. Cụ ổi kìa. Cụ ổi nhiêu? 200 tuổi. Wow. Quay lên cụ ổi 200 tuổi nè cô chú anh chị. Dữ dằn chưa? Cái ổi mà cái gốc bự gì, hình dáng gì là dữ dằn lắm cô chú anh chị ơi. 200 tuổi. Quá đẹp luôn cái cụ ổi này. Kêu bằng cụ là dữ lắm luôn rồi đó nha cô chú anh chị, là già dữ lắm, 200 năm tuổi luôn. Cụ xưa đó. Cụ xưa luôn. Ở đây gốc mai dáng quá đẹp luôn. Vậy là cụ ổi từ năm 1824 á. Nhiêu? Từ năm 1824 đã có rồi đó. Chiếc máy bay nè. Chiếc máy bay nằm kế cụ ổi luôn. Cụ ổi này là 200 năm tuổi rồi đó Phúc. Chiếc máy bay này có tuổi không Phúc? Không có hả? Kìa, có cây mít trên trển kìa. Cây mít trái quá trái luôn, mít đó. Cái đó là con biết là cái gì không? Cái đó là thân chùm rễ nó đeo vô á. Chứ không phải là rong. Mà chắc cây đó lâu rồi ha. Thì lâu lắm. Cây này chỗ quá bông quá đẹp luôn nè, cô chú anh chị. Bông chỗ quá đẹp luôn. Hello bạn, quá đẹp luôn. Dữ dằn luôn. Này, tiểu cảnh đẹp ha. Xa biển trong kìa. Mấy ông tiên ở này dáng đẹp đẹp ngon thấy không? Phúc thấy không? Đang rót nước. Ông đang rót nước á. Đang lấy nước uống. Đi dài tới Phúc ơi. Ồ hạnh trái quá. Bự luôn. Hạnh này là kêu bằng chậu tắc á. Ê ổi nè, ổi nè. Ổi rụng trái gì kìa. Có trái rụng luôn. Trái hư rồi. Hư rồi. Ôi cây rừng này cái hình gì ta? Hình này hình con cá vậy Phúc ơi. Không? Mỏ chim á. Mỏ chim là hình con cá. Hình... cái đầu con chim á. Nó nhô nhô lên chính giữa đó đúng không? Nhô lên đầu cuối á. Ở chính giữa nó nhô lên luôn á. Con thấy không? Dạ giống đầu chim rồi. Mà thiếu cái miệng ở dưới. Để mình chim. Đi về tới Phúc ơi. Đây. Đi về qua bên đây là tới đường Lê Trường Kiết nha cô chú. Lê Trường Kiết. Xin Tiên Hoàng. Có mấy trái gì kìa. Đây mình đang đi qua cầu Di Tân nha các bạn. Bên kia là cầu Hoàng Diệu. Bên đây là cầu Di Tân. Cầu Di Tân.
trước mặt mình là bờ kè đó, chợ hoa bên đó đó cô chú anh chị. Đây bên bờ kè hả? Đó là bên tất cả mọi người gọi bờ kè đó. Bởi vì thấy thuyền cái đóng kìa, thuyền chở cây luôn kìa. Thuyền đâu? Đó. Mấy chiếc tàu á. Đúng rồi, mấy cô chú chở hoa lên đó để bán đó. Cả đóng luôn. Đi bằng đường thủy thuận tiện hơn. Đi bằng đường thủy thuận tiện hơn khi đi bằng đường bộ. Mình quay quang cảnh cho cô chú anh chị xem nha. Phúc có đi lên đây lần nào chưa? Rồi. Đi hồi nào? Rất nhiều rồi, Tết năm trước nữa. Năm trước Phúc có đi nữa hả? Có. Ồ. Hôm nay bông hoa lên nhiều hả Phúc? Đúng rồi. Đúng luôn chà. Mai đây có chỗ các bạn xúm ở đó chụp hình quá nhiều luôn rồi cô chú anh chị ạ. Chụp hình cảnh Tết á, sau lưng đình. Đó là đình. Chùa đình gì đó. Mấy bạn chụp hình Tết á. Thấy không? Uống miếng nước đi. Ồ, cây mai màu đẹp nè Phúc. Mai lá màu cam, mai cam. Ồ, đẹp quá, đẹp mai luôn ngộ quá ta. Màu này đẹp luôn nha. Chỗ hết trơn luôn rồi. Mai này mai lai. Ừ. Là cô chú. Màu rất là lạ luôn cô chú. Con chim nè. Ừ. Mấy anh đang vô chậu. Đang vô chậu. Uống miếng nước đi cha. Đã không? Đã. À, mấy anh đang vô chậu. Thứ hai trà đào sao thấy gắt mày, mình bán rồi đó anh. Dạ hả? Đâu bán rồi, vô chậu cho người ta luôn chứ. Chút bán luôn, em quay là chút bán luôn á. À, cái hình nó đi lên giống như rồng ha, quấn 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 ha. Bông nhóc chờ coi chú. Ảnh đang vô chậu à, chuẩn bị bán luôn á. Coi chừng lửa người cha với chừng á. Ừ. Rồi có hình mấy con chim luôn nè. Hình dáng chim. Rồi chiếc xe độc chiêu ha. Cây mai này bông không biết có ghép gì không mà mình thấy cái bông nó ngộ ha cô chú anh chị. Đẹp. Nè. Bông này màu cam luôn. Ừ. Mai cam. Mai cam. Nè, ở dưới đây nè, có nè. Không phải mai vàng. Cũng không phải mai mai hồng. Thấy bắt xe này bỏ cây vô. Ôi trời, cây này là cây gì vậy? Cây vô trong giữa chợ đây. Cây đó cây lồng mứt. Ở lồng cây mức. cây này cây lồng mứt đúng không anh? Hồng sim. Hồng sim á. Độc chiều tà trái mới bà lớn trái à. Trái luôn. Ừ. Đây. Em mời cô chú anh chị đi tiếp tục đi thẳng vô trong sâu hơn nữa nha cô chú anh chị. Này bà con đi mua bông cũng rất là nhiều rồi. Hôm nay có nhiều thứ thay đổi mà. Ở đây nè. Thay đổi cái gì Phúc? Thay đổi như cây á. Cây bán hết rồi, người ta lấy cây mới vô. Đúng rồi, thì cái đó là mình phải cầu mong cho cô chú bán được.
Quảng Thọ 70k một cặp. Một cặp là chỗ luôn. Hạnh 80k một cây. Hạnh trái nhiều lắm nha cô chú anh chị. 80k chứ trái nhiều lắm. Cái khúc kích lụ. Ồ, bông thọ nè, bông thọ Pháp nè. Bông to to không? Cái chú xe xanh đó đi luôn đi. Ồ, đọc chiêu nè, cây quýt sa ma nè Phúc. Trái nè. Đọc chiêu chưa? Nhóc trái vậy nè. Ngay hai lỗ mũi rồng có hai trái dưa sữa kìa, chín luôn. Rồng. Hai trái dưa sữa chín luôn kìa. Đúng rồi. Ngay lỗ mũi nữa. Lông đàn phượng vũ. Lông đàn phượng vũ. Cái này kìa, có tài thiên nữa kìa. Có luôn. Tôn ngộ không, đường tăng. Cây mai này bữa nay bông ra nhiều nè cô chú chị. Kìa nó rồi, nó rồi, nó rồi. Quan Thế Âm Bồ Tát kìa. Ừ. Có Quan Thế Âm Bồ Tát luôn. Đi. Ở trên như ở trên nó cha như cái đầu con gì á cha. Ừ. Nó giống như cái đầu con rồng vậy đó. Giống. Ừ. Rồng. Rồng. Mà con thấy cũng giống con chim nữa đầu á. Ừ. Đi, về thôi. Bông cúc. Có bắp nữa nè. Ờ, có bắp luôn. Tết năm nay chơi quá là mới chạy ngang tới gần chỗ. Quá đỉnh luôn hả? Quá lớn luôn. Quá lớn luôn. Có bắp luôn, bán chuối nướng luôn, bắp chuối nướng luôn. Cô vậy xe này quá bán nhiều đồ luôn rồi. Không Phúc. Me me. Me. Đây, đi, đi dài tới. Ôi, chỗ Hạnh nè. Chín hết luôn. Chín luôn. Trái quá trái luôn. Có cây mắm ở đây. Nhiều chậu hả chú? Cặp lớn á, cặp cây kia 500. Dạ hả? 1 triệu 7 cặp lớn. 2 triệu 2 nhé. Dạ. Ồ đẹp quá, đẹp luôn rồi. Một cặp lớn này là 1 triệu 7 nè cô chú. Quá đẹp luôn. Trái con số cũng đã chín rồi nè. 1 triệu 7. Còn cây nhỏ đó là 500. Tổng ra 2 triệu 2. Ở đây có cũng dãy chứ không? Ấy xoay kìa, xoay xoay luôn. 1 triệu 7. 1 triệu 7 là tính ra là thì cặp kia là 1 triệu 7 rồi, coi tính bao nhiêu nè. Trả tiền nè, phải có 350 nữa là có 850. Dạ rồi, đến đây em cũng xin kết thúc video tại đây. Em xin chúc cô chú và anh chị em luôn có một ngày thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe. Nếu như cô chú anh chị có yêu mến video này, nhớ cho em một like, một share và một đăng ký kênh để ủng hộ em và chia sẻ để em có động lực ra video tốt hơn và chất lượng hơn gửi đến quý cô chú và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý cô chú và các bạn trong video clip tiếp theo của em. Xin chào, tạm biệt. Em nha.